Admin Lockroot chơi lớn chính thức cập nhật những bản update mới vào mỗi tuần. Hãy cùng mình tìm hiểu nha. Vào chiều nay, mình sẽ tặng các bạn rất nhiều chat vĩnh viễn và Lockroot Max Level. Hứa uy tín luôn, các bạn chỉ cần like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông là đã tham gia được event rồi. Chúc các bạn may mắn. Xin chào mọi người, mình là ông chú Dễ đây. Thì tôi nghe tin là mấy fan chuẩn bị thi giữa kỳ đúng không? Nói chung tôi cũng vậy nè, cho nên là đầu tiên tôi xin chúc các bạn làm bài thi thật tốt để chuẩn bị cho đã update tiếp theo nha. Nói chung là thi tốt thì chúng ta mới làm chơi game vui được mọi người. Thì đến với vấn đề đầu tiên, sự kiện Valentine lần này sẽ được kết thúc sau cuối tuần mọi người. Có nghĩa là sau ngày hôm nay chủ nhật thì sự kiện này sẽ được chính thức kết thúc và admin đã thông báo rồi. Nhưng mà có một tin vui cho mọi người là nếu các bạn vẫn chưa sở hữu được những vật phẩm limited trong sự kiện Valentine lần này thì các bạn vẫn có cơ hội sở hữu trong những đợt update tiếp theo. Ví dụ như là tôi nè, tôi vẫn chưa có cái mắt kính hay là có áo choàng gì hết mọi người. Nhưng mà tôi chỉ sưu tầm được trái tim mình thôi, cho nên là chắc update tiếp theo tôi sẽ sưu tầm lại sau anh em. Nhưng mà không sao, tôi có một loại haki limited, đó chính là haki này. Thì chắc các bạn cũng đoán được haki nào rồi đúng không? Đương nhiên không phải là haki của update Valentine rồi mọi người, chứ anh em nghĩ sao tôi lấy được đúng không? Chỉ chắc chắn là tôi có cái loại haki chính là haki hoa hồng thì thôi tôi mới lấy được hôm bữa, mà không sao anh em, cũng là màu hồng là được rồi. Và điều này chính là một tin chấn động mọi người, đó chính là admin Lockroot sẽ chính thức cập nhật mỗi bài update vào mỗi tuần luôn. Các bạn không nghe nhầm đâu, bởi vì admin Rimira đã nói rồi mà. Đây thì vào sáng nay admin Rimira lại đăng một cái dòng trạng thái mọi người, thì ổng ghi là những cái gọi là tất cả những thay đổi mới đã được hoàn thành và chúng tôi sẽ bắt đầu ra mắt mỗi tuần những bài update anh em, và sẽ có một video sớm ra mắt hơn. Thì nói chung á, cái vấn đề tôi đọc ra tôi cũng rất là bất ngờ anh em. Thì đầu tiên các bạn biết rằng là admin đã đưa ra những cái là hình ảnh về update mới đúng không, mà ổng đã ghi là những tất cả mọi thứ đó đều đã được hoàn thành rồi. Đây, những cái thứ này nè, nói chung là những thứ mà các bạn hay chơi, nhưng mà tôi thấy nó đẹp mà sao các bạn lại chơi tôi không hiểu luôn. Nhưng mà vấn đề thì admin gọi là nói là đã hoàn thành rồi và chứng tỏ là update lần này sẽ được ra mắt sớm hay không. Nhưng mà anh em, để dòng sau tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành những bài update vào mỗi tuần, weekly nè mọi người. Kiểu tôi bất ngờ tôi không hiểu là ủa, hồi đó giờ Lockroot chỉ cập nhật vào trong vòng 1 tháng hay là kiểu 2-3 tháng cập nhật đúng một lần và cập nhật hết luôn. Còn đây là mỗi tuần là sao? Cái con Kid Gaming cũng nói là update mỗi tuần. Kiểu ông cũng bất ngờ mọi người. Và nói chung á, thì giờ chúng ta cũng không biết cụ thể là update mỗi tuần là như thế nào. Không lẽ giờ update mỗi tuần là ví dụ tuần này thì update cây kiếm, rồi tuần sau update cái súng, hay là tuần sau update trái quỷ gì đó. Nói chung thì lâu lâu admin Lockroot lại làm những cái pha mà tôi cũng bất ngờ, nên tôi cũng hiểu admin đang làm vấn đề gì luôn. Nhưng mà không sao, thôi chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi. Với lại ông nói là ông sẽ đăng một những cái video ra mắt sớm nhất trên kênh Gamer Robot nha, các bạn hãy chờ đợi đi. Thì chắc chắn là có thể là vào tuần sau chúng ta sẽ có một update mới rồi đó, thì tôi cũng chịu mọi người. Nhưng mà thôi kệ, nói chung thì admin thông báo sao chúng ta nghe vậy. Ok, thì các bạn thấy thông tin này thú vị hay không? Hãy để lại comment bên dưới cho mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn nghe tốt lành. Bye.